Thưa quý vị, chiều ngày 20 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 96 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2021. Thủ tướng khẳng định, lịch sử của nền báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn với sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Ở thời kỳ nào cũng vậy, các nhà báo luôn là những chiến sĩ dũng cảm trên tất cả các mặt trận, từ trong thiên tai, bão lũ, những điểm nóng ở mọi lúc, mọi nơi, và đặc biệt trong thời gian gần đây là những chiến sĩ báo chí giữa tâm dịch COVID-19 để thông tin kịp thời, chính xác tình hình đến công chúng. Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, nước ta còn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Đảng và nhà nước đang quyết tâm để ngăn chặn đại dịch, trong đó chú trọng chiến lược vaccine để tiêm miễn phí đến toàn dân hàng năm, tạo miễn dịch cộng đồng để sớm phục hồi kinh tế và đưa cuộc sống bình thường. Chính phủ sẽ thường xuyên đánh giá, dự báo tình hình trong nước và quốc tế để xây dựng, triển khai kịch bản phát triển kinh tế xã hội phù hợp hiệu quả. Chính phủ mong muốn nhận được sự ủng hộ, góp ý của các nhà báo để xây dựng chính phủ liêm chính, hành động quyết liệt, hiệu quả, hiệu dân và gần dân, tất cả vì lợi ích của quốc gia, vì dân tộc, lợi ích của dân dân. Những kiến nghị đề xuất của các cơ quan báo chí là chính đáng, xuất phát từ thực tiễn. Chính phủ ghi nhận và sẽ xem xét để đưa ra các quyết định cụ thể.